thay mặt ban tổ chức khai mạc giải đấu ngày hôm nay. Cái môn này là cái môn bật tay. Hiện tại ở Việt Nam mình phát triển được 20 năm rồi. Từ lại bật tay thì nó dành cho mọi lứa tuổi. Mình đang tỏ ra ưu thế, nụ cười của nhà vô địch. Chiến thắng rất dứt khoát dành cho Đức Vinh. Trận đấu giữa một loài vật có thật và một loài vật chỉ có trong truyền thuyết. Bật tay nó sẽ giống đam mê vậy anh. Hiện tại Hoàng Đức Vinh hiện tại là đang là nhà vô địch vật tay toàn năng của Việt Nam. Bạn này đã hai lần vô địch Việt Nam theo môn vật tay được 7 năm. Và bạn đang bước vào trận chung kết ở nội dung tay trái với đối thủ của mình cũng là một tay vật tay đáng gờm. Cả hai đang được trọng tài liên tục canh chỉnh từ bàn tay cho đến cổ tay để có thể cân bằng với lợi thế và tránh được cho hai vận động viên chấn thương. Là Vinh là nặng 110kg và hiện tại đi đánh Malaysia là Vinh là số 3 thế giới cả hai tay luôn. Vinh chỉ thua hai vận động viên của nước ngoài về của châu Âu thôi, còn lại những vận động viên châu Á là Vinh hạ hết. Để tay không bị tuột khỏi nhau, giúp cho trận đấu được diễn ra một cách thông suốt. Nguyễn Đại Lâm và bạn Bạn Vinh có chia sẻ là bạn Vinh bên góc phía bên trái có chia sẻ rằng là một ngày đến 2 tiếng để tập vật tay. Ngoài vừa tập những bài tập liên quan đến tay thì bạn tập rất đều các phần bộ phận trên cơ thể để có một sức khỏe và thể lực dẻo dai tham gia những giải đấu dài ngày. Nói thêm một ít thành tích nữa bạn Vinh thì bạn Vinh là đã đạt được nội dung vật tay trái. Bạn Vinh đang phải rắc thêm một ít phấn nữa để cho tay mình có độ bám với tay đối phương. Bạn Vinh đã thủ thế chân, cả hai đã thủ thế chân rất chắc. Và theo tôi nghĩ đây là lần vật tay quyết định của cả hai vật thủ. Trọng tài liên tục nhắc nhở phần cổ tay của hai vận động viên. Và ngón tay cái cũng đang được nhắc nhở, trọng tài đã cảm giác rất là ok với tư thế của hai vận động viên. Mình đang tỏ ra ưu thế, nụ cười của nhà vô địch. Chiến thắng rất dứt khoát dành cho Đức Vinh. Sự tự tin của nhà vô địch. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết hạng cân 55. Cuộc chiến giữa bạn Nhím bên phía bên phải và bạn Đại Long bên phía bên trái. Trận đấu của giữa một loài vật có thật và một loài vật chỉ có trong truyền thuyết. Chúng ta hãy chờ đợi xem ai là người chiến thắng. Và Nhím đã thắng được rồng. Bạn Nhím đã thắng được bạn Đại Long. Rất chớp nhoáng. Thì em nhớ không nhầm thì vật tay phía Bắc này đã phát triển được 20 năm hoặc hơn rồi. Là phía Bắc có trước là cái người truyền cảm hứng đầu tiên là anh Thành Việt Trì, là anh Đồng Nguyễn, bạn Phạm Chí Tuệ. Sau đó là có bạn Dương Đức, thì hiện tại bạn Dương Đức quá nổi tiếng là anh em ai cũng biết. Và sau đó vật tay Việt Nam miền Nam em ở đây thì phát triển là 15 năm. Về riêng Nha Trang em thì hiện tại là đã được 9 năm. Ở miền Nam này thì có bạn Hoàng Đức Vinh, bạn đó chơi với em là bạn Khâm Huy rất là giỏi về trọng tài và cũng là huấn luyện viên chính của đội tuyển vật tay Việt Nam ở IFA luôn. Dạ, vật tay điều lệ vật tay thì nó dành cho mọi lứa tuổi, dưới 18 tuổi thì gọi là junior,
từ 18, từ 19 tới 21 tuổi gọi là Yachtman, là giải trẻ. Về từ 21 tuổi đến qua tất cả mọi lứa tuổi thì gọi là senior, là chuyên nghiệp. Trên 40 tuổi, 40, 41 tới 50 gọi là Masterman, là giải lão tướng. Về trên 6, trên 50 tuổi thì gọi là Grandmaster, là siêu lão tướng luôn, lão tướng lớn hơn nữa anh. Dạ. Thì vật tay nó chia làm hai loại là vật tay trái và vật tay phải. Hạng cân của nó thì hiện tại tụi em là chia ra cái giải đây là 55, 60, 65, 75, 85 và trên 85 kg. Dạ thật ra thì em mới đến bộ môn này khoảng năm trước thôi, là tầm Tết năm trước. Là đầu tiên là bởi vì là trước đây em có tập cái lưới tennis là thể dục đường phố á. Thì em tập được 6 năm. Nhưng mà tập cái lưới tennis nhiều em bị chấn thương. Thì em buộc em phải em thì khi mà chấn thương rồi em rất là nản, nhưng mà khi mà tìm được cái bộ môn này ở Giang á, có một team Giang ở Bình Dương, thì em có vô vật thử thì cảm giác vật nó rất là vui. Thì vật tay nó không chỉ là mình giật qua rồi hắn, nhưng mà mình còn phải sử dụng kỹ thuật rồi áp dụng kỹ thuật đồ này nọ anh, mình phải suy nghĩ tính toán đồ nên nó rất là hay. Nên em nghĩ là em cũng có nền tảng nên em theo đuổi bộ môn này. Vâng. Tập luyện môn này có khó không? Theo em thì nó sẽ rất là khó nếu mà không có ai dẫn dắt. Thì đặc biệt là em được dẫn dắt bởi một người là anh tên là Lê Công Quang Khải, cũng team Giang luôn. Thì anh chỉ em tập cũng như là lần đầu tiên đến giờ luôn á, là tập từ những bước cơ bản đến giờ luôn. Thì em đánh không biết đánh gì thì anh chỉ em hết. Dạ, em có một điều muốn nói với anh em tập môn vật tay là trước tiên khi mà tập vật tay thì mấy bạn phải biết học được là cái kỹ thuật vật tay an toàn. Tại vì cái điều mà nó đơn giản nhất xảy ra là mấy bạn bị gãy tay do các bạn không tuân thủ đúng cái vật tay an, cái hai cái động tác vật tay an toàn. Mà khi gãy tay thì mấy bạn sẽ tốn ít nhất là 25 triệu để bó bột, chưa tính được cái bạn mất công ăn việc làm nữa. Cho nên là các bạn phải cân nhắc thì kỹ trước khi tham gia. Mặc dù cái môn này rất là công dụng. Qua để tránh những điều đó thì mình cần chú ý kỹ thuật như thế nào khi chơi? Dạ, kỹ thuật đầu tiên là mấy bạn không xoay cái người vặn qua như thế này. Cái này gọi là kỹ thuật khó vai, xoay vai. Mấy bạn ép qua như vậy là cái xương này nó chịu lực rất là lớn và nó rất là dễ gãy. Cái thứ hai là mắt phải luôn nhìn vào tay. Tay nào vật thì mình phải nhìn vào tay đó như vậy nè. Còn mấy bạn nào mà nhắm gầm như vậy nè, bạn nào không nhìn vào tay là mấy bạn sẽ bị gãy tay. Hai động tác đó là phải tuyệt đối tuân thủ. Dạ rất là dễ chấn thương thì như em nói, tập gym mình cũng phải cần PT mà. Mình phải cần có người hướng dẫn thì mình mới mạnh lên được, mình mới phát triển cơ được. Thì cái này cũng tương tự vậy, mình phải kiếm một cái người lâu năm mình chơi. Nó mới khi mà mình giật mình mới hạn chế nhất cái chấn thương mình bị. Theo em đó là mình sẽ có bốn kỹ thuật. Đầu tiên là về top. Top là mình sử dụng xoắn hay đỉnh để mình bẻ cổ đối phương. Hai mình hút. Hút là khác về top là mình xoắn ra vậy thì hút người ta sẽ cuộn lại. Cuộn lại như vậy. Mình sẽ ép góc vào bên trong mình để thủ rồi trụ đối phương. Rồi thứ hai là đè. Đè giống như mọi người thường chơi trên bàn, mọi người dùng cái vai gì xuống đây nè. Rồi tiếp theo là King Move. Thì King Move là một cái đòn rất là khó chơi, là mình sẽ giữ một cái góc nó rất là giãn cỡ này, nhưng mà mình sẽ vẫn giữ cái góc độ với cái cổ độ để cố định để mà vả vậy. Mình sẽ trụ cho đối phương bị mệt hay gì đó rồi mình sẽ vả lại hoặc là đè xuống. Thì mỗi cái skill nó đều có đặc thù riêng, thì nó phù hợp với những bài tập riêng, cũng rất là dễ chấn thương nên cũng phải tập cơ bản rồi tăng mức tạ từ. Những cái bài tập hỗ trợ tay vậy thì tăng cường phần cơ bắp hay là phần cổ tay hay là gì? Theo em thì nó tăng cường cả hai luôn, vừa gân vừa cơ bắp luôn. Thì như em nói là mỗi bài tập nó đặc thù riêng á, thì mình tập nó sẽ phát triển lên một cái mức cố định. Nếu mà anh em tập đúng đồ này nọ phải có người hướng dẫn nha. Đặc biệt vẫn là cái điều đó, nếu tập mà không tập đúng mà tập lum la mình dễ bị chấn thương đồ, là mốt là không có chơi được hoặc là làm việc nó rất là khó khăn. Hôm nay được huy chương vàng như vậy, cái mục tiêu của em tính đến là quốc gia là như nào? Thì em nghĩ là ai cũng có mục tiêu cao lớn hết. Thì đối với em thì sau giải này em nghĩ em sẽ cố gắng em cày đến giải quốc gia, một giải lớn hơn nữa. Dạ em kỳ vọng thì vật tay Việt Nam phát triển hơn. Em cũng mong là thể dục thể thao và nhà nước sẽ chú tâm quan trọng quan tâm tới vật tay Việt Nam nhiều hơn. Còn việc thành lập liên đoàn thì sao?
Dạ, còn việc thành lập liên đoàn thì tụi em cũng để xin phép với IFA, Liên đoàn vật tay thế giới, thành lập một cái liên đoàn vật tay Việt Nam. Nhưng mà cái liên đoàn đó họ công nhận cho tụi em thôi. Em nghĩ vật tay nha, vật tay thì nó cũng giống gym thôi. Vật tay không phải mình tập mỗi tay không, mà mình phải tập những nhóm cơ khác nữa. Tại vì vật tay là một cái phối hợp toàn bộ cơ thể mà, đâu phải mình dùng mỗi tay không mình vật đâu. Nó giống tập gym vậy đó. Anh sẽ có sức khỏe để anh làm việc. Với lại thứ hai là anh sẽ được giải stress sau ngày làm việc đấy. Vật tay nó sẽ giống đam mê vậy anh, nó sẽ làm mình đỡ stress hơn sau ngày làm việc.